Rồi, ở trong video trước của chúng ta là chúng ta đã tìm hiểu về cái cấu trúc thư mục của một cái ứng dụng mà sử dụng cái thằng React rồi thì ở trong video này mình thì mình sẽ chỉ cho mọi người cái cách hoạt động của một cái component sẽ được render ra như thế nào nhé. Thì thực ra để mà render cái cái <laughs> gọi là cái component của nó ấy, thì cũng giống như ở cái video thứ hai mà mình đã từng nói đấy, à, đây nhá, mình sẽ cho, cho mọi người xem cái main screen của mình này. thì uh, uh, chúng ta đã xem cái code chúng ta một chút, thì như mình đã nói đấy là cái app này của chúng ta nó chính là một cái component và để chúng ta phát hiện ra nó là một cái component thì chúng ta sẽ xem ở đây, thì chúng ta thấy là cứ mỗi một cái component ở trong react thì nó sẽ được thì nó sẽ được kế thừa từ một cái class có tên là component và cái này thì đã được uh, facebook định nghĩa sẵn cho cái những cái những cái gọi là những cái file nào mà được kế thừa từ cái component này thì được gọi đấy là một cái component và cái cấu tạo của một cái component thì nó sẽ gồm ba phần rất là rõ ràng ở đây rồi đầu tiên là sẽ import thì sẽ import cái gì chắc chắn là nếu có common thì chúng ta sẽ import các component ở đây chúng ta sẽ import các cái khác mà chúng ta muốn ví dụ như ở đây là import thêm ảnh này đúng không import thêm ảnh thì ở đây nếu mà các bạn không thích dùng ảnh thì mình có thể là bỏ đi đúng không? hay là kể cả file app .cs mình không thích mình cũng thể bỏ đi nhưng ở đây thì mình để cho nó đẹp nha. Đấy, thì đấy là gồm phần thứ nhất đấy là phần mà chúng ta sẽ import tất cả các dependency mà chúng ta có này. À, chúng ta sẽ import on uh, tất cả các cái dependency mà ta cần đúng không? Uh, depend dependency, à, đúng không? không biết có phải không? <laughs> rồi cái thứ hai cái thứ hai của chúng ta chính là cái để mà chúng ta định nghĩa ra một cái, chúng ta định nghĩa ra một cái component, định nghĩa một cái component. Thì chúng ta chỉ có mỗi một cái mà chúng ta phải lưu ý ở trong cái việc mà chúng ta tạo ra một component, đấy là chúng ta phải kế thừa, chúng ta phải kế thừa cái component đấy. Kế thừa cái component mà đã được import từ ở trên này, thấy chưa? Và cái thứ ba của chúng ta là Uh, để mà cái thằng component của chúng ta có thể sử dụng được ở một nơi khác ấy thì chúng ta bắt buộc phải export nó ra. có nghĩa là chúng ta sẽ xuất nó ra. Uh, export. Uh, chúng ta sẽ export cái component đấy. component dưới dạng một cái tên. Uh, và gắn cho nó uh, size cho nó một cái tên. Uh, size cho nó một cái tên được chưa? Uh, thì ở đây ví dụ như ở đây là mình uh, size cho nó cái tên là app được chưa? đây là app. thì như vậy thì bây giờ ví dụ như là mình muốn sử dụng cái thằng component này ở một nơi khác thì mình sẽ làm như nào uh, thì ví dụ ở đây mình trong phần index uh, mình sử dụng đúng không? các bạn thấy rằng là khi mà sử dụng thì đầu tiên của chúng ta là chúng ta sẽ phải import những cái gì chúng ta cần vào ví dụ ở đây mình import vào tầng app này giờ đấy mình import tầng app từ cái file app này chúng ta đúng không? ví dụ sau này chúng ta có thư mục là component thì chúng ta sẽ phải là truy cập vào component và chúng ta truy cập app đấy nhá yeah. Thì khi mà chúng ta đã có cái tên ở đây rồi thì ở dưới này chúng ta phải sử dụng theo cái tên đấy và nó sẽ hiểu đây là một cái component app và được lấy từ cái file app.js để chưa nhỉ? Đấy, thì đây các bạn để thay thế nhá. Ví dụ ở đây ở trong cái video thứ hai các bạn nhớ bị biết rằng là cái trách nhiệm của thằng React DOM nó sẽ làm công việc là nó sẽ render, đúng không nhỉ? Nó sẽ render cái code của chúng ta từ cái mã JSX của chúng ta sang bên HTML đúng không nhỉ? Thì ở đây chúng ta đây ví dụ ở đây này. Ở trong video trước chúng ta chúng ta sẽ có ví dụ như là H1 đi đúng không? Đấy, H1 đi, Đấy, mình không thích là một cái component mình Render ra một cái mã HTML bình thường Thì cũng được nhé Thì ở đây mình sẽ có là hello uh, Hello test wow. Hello test from H1 element Rồi ta cần chọn S lại Đấy à, Bên app này thì mình cũng cài chọn S lại đã Để cho nó lưu, được chưa Đấy, Thì giờ mình sẽ, đây, đây là cái server Mọi người nhớ là cái này thì mọi người phải chạy chữa Chạy cho mình nhé, thế các bạn nhớ này Ờ, ở đây ở đây là nó đã tích hợp nó sẵn cái gì cái eslin nhé mọi người nhớ là nó tích hợp sẵn cho mình một cái eslin và nó cảnh báo những cái mà mình chưa sử dụng ví dụ ở đây này nó bảo là uh, cái app của chúng ta đã được định nghĩa nhưng chúng ta chưa giờ từng sử dụng bởi vì sao bởi bên này này chúng ta đã định nghĩa thằng app nhưng ta chưa từng sử dụng thì giờ mình chỉ cần nó comment thằng này đi thôi mình coi chọn lại lại mình trở lại <laughs> đấy là nó sẽ không lỗi nữa được chưa nhỉ đấy <laughs> đây chúng ta bị <laughs> chúng ta hiểu được cái vấn đề thì chúng ta sẽ lần sau chúng ta test nó sẽ dễ đấy thì nó sẽ hiện ra cái thẻ H1 chúng ta đúng không chính là hello test from H1 element đấy chưa đấy. <laughs> rồi thì như vậy của chúng ta chúng ta có một cái luồng để mà chúng ta rút ra từ bây giờ trở đi đấy là chúng ta sẽ có hai thứ lớn để chúng ta phải nhớ cái đầu tiên là chúng ta sẽ phải tạo ra một common như thế nào thì tạo một common của chúng ta thì sẽ gồm ba bước được chưa import dependency chúng ta cần ví dụ như là đầu tiên react này component này. Đấy. hay là cái thứ hai là những cái thư viện chúng ta cần ví dụ như là ảnh, uh, CSS hay là một cái file JS nào đó ở ngoài nữa. <cười> 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 đấy. Thì đấy là cái thứ nhất, còn cái thứ hai chúng ta chúng ta định nghĩa thằng component này thì định nghĩa thì chúng ta chỉ có một lưu ý là chúng ta phải kế thừa từ thằng component và có trong cái hàm là render return thì thôi, còn lại thì trái gì cả thực ra thằng này thì chúng ta cứ hiểu nó chính là một cái HTML nhưng nó có một cái tên khác đấy là JSX và JSX thì nó chỉ có một số khác liên quan HTML thôi. Thực ra cái đấy thì chúng ta chỉ cần đọc chút là chúng ta hiểu ngay. Còn cái thứ ba của chúng ta là chúng ta phải export nó dưới dạng một cái tên ví dụ ở đây là app thấy chưa? Rồi và còn cái thứ hai lớn phải nhớ đấy là muốn sử dụng nó thì đầu tiên chúng ta phải import nó vào. Sau đấy là chúng ta sẽ điền nó vào trong cái phần này của cái React DOM.render được nha thì DOM sẽ làm công việc là render cái này của chúng ta ra ngoài đấy thì ví dụ như bây giờ mình sẽ căn bỏ thằng đi đấy thì bây giờ thằng này mình có một cái app rồi như vậy là thằng này chứng tỏ là mình có một cái uh, component mình muốn sử dụng hay sau này ví dụ các bạn sẽ có là import uh, header đúng không from đấy. ví dụ bạn lấy từ cái file có tên là header đấy thì bạn sẽ tạo ra một file header nữa để bạn làm đúng không? Đấy, nhưng cứ, bây giờ từ từ đã. Đấy, thì hình dung như thế để nó à thì nó hoạt động như thế đó, hiểu nhỉ? Thì đây mình có cái tên này rồi thì mình sẽ sử dụng nó ở đây chứ không phải sử dụng một cái thẻ như này nữa, đúng không? Nhìn rất là tù. Đấy. Rồi mình sẽ cho nét lại. Đấy, được chưa nhỉ? thì giờ mình quay trở lại với trình duyệt. Đấy, thì nó sẽ quay trở lại về cái ví dụ trước của mình được chưa? Đấy, thì đấy là cái cách để mà một cái component nó hoạt động được chưa nhỉ? thì cái video này của mình thì mình chỉ muốn là để miêu tả cho một cái cách cái luồng gọi là cái quốc follow mà cái thằng comment nó được hoạt động nó sinh ra như nào và nó được gọi vào như nào nhá thì để những cái video sau của chúng ta chúng ta không bị nhầm lẫn chỗ này chỗ nọ khi mà chúng ta gọi các cái comment nữa được chưa nhỉ rồi thì ở trong cái video sau của chúng ta thì chúng ta sẽ tìm hiểu về cái thằng là ZX thì đây này nếu mà bạn nào bị chú ý được cái màn hình góc này của mình thì mình không có nhưng ở đây thì cái thằng này của chúng ta là nó sử dụng cái cú pháp là gsx và chúng ta phải tìm hiểu một số những cái 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 những cái main chính của thằng gsx ví dụ như là hiển thị biến ra như thế nào này rồi nó có khác html không đấy các thứ bởi vì là nếu mà không thì tại sao lại gọi là gsx đúng không nhỉ mà thấy là nó cứ giống hát mã html như này đúng không đấy. thì video sau chúng ta sẽ tìm hiểu về thằng gsx nhá ok và mọi người hẹn mọi người trong video sau nhé